lo lắng, stress, cơ thể bức bối, kém sức sống, sinh lý suy giảm trầm trọng do sự thay đổi về nồng độ estrogen, progesterone. Đó là những dấu hiệu điển hình của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, và cũng là một cột mốc quan trọng mà mỗi một người phụ nữ chúng ta đều phải trải qua trong cuộc đời. Đa phần chị em sẽ cảm thấy khó khăn để vượt qua giai đoạn này bằng những kiến thức và những case trải nghiệm thực tế, nhưng tự tin đồng hành của bạn trải qua hành trình này các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích về độ tuổi tiền mãn kinh trước nha. Thông thường thì đa phần phụ nữ chúng ta sẽ bắt đầu đối mặt với độ tuổi tiền mãn kinh ở độ tuổi từ 40 đến 47. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu giai đoạn này thì cũng ở mỗi chị em cũng sẽ là khác nhau, tùy thuộc vào thể chất của mỗi người. Cũng giống như ví dụ trái bơ, chúng ta vừa hái từ cây xuống thì trái bơ đó cũng sẽ cần thời gian để chín, và không phải tất cả trái bơ nào cũng được hái từ một cây, từ cùng một lúc xuống và chín cùng một ngày, đúng không ạ? Có quả thì chỉ cần qua một ngày đã có thể chín, nhưng cũng có những quả để tận 3 ngày, 5 ngày sau. Tương tự như vậy, giai đoạn tiền mãn kinh cũng diễn ra ngắn hay là kéo dài phụ thuộc vào nội tiết trong cơ thể của mỗi một con người. Theo thống kê thì thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ sẽ thường kéo dài từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên cũng có những người phải chật vật suốt 7-8 năm để bước qua giai đoạn đáng nhớ này. Thế biểu hiện của tiền mãn kinh là gì? Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết chúng ta đang vào thời kỳ này? Trong thực tế, các chị em có thể nhận ra rằng mình đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh khi gặp phải các dấu hiệu như sau. Thứ nhất, lượng estrogen trong cơ thể của chúng ta bắt đầu giảm mạnh. Chúng ta có thể hình dung là một cái cây xanh đang được tưới nước, được chăm sóc mỗi ngày. Bỗng một ngày nọ không được nhận những cái nguồn dinh dưỡng như là nước nữa, thì cái cây ấy sẽ dần dần trở nên như thế nào ạ? Và cây xanh cũng như con người chúng ta, các chất dinh dưỡng hay nước được ví như estrogen và progesterone. Khi bước vào độ tuổi mãn kinh, buồng trứng của chúng ta sẽ ngừng sản xuất các hormone estrogen và progesterone. Các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt cũng bắt đầu diễn ra. Chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta trở nên bất thường. Hàng tháng thì tháng có, tháng không, chu kỳ thì thưa hơn, thậm chí là mất kinh. Lượng máu kinh cũng trở nên ít hơn, số ngày kinh kéo dài. Dấu hiệu thứ hai là khô hạn, giảm ham muốn, âm đạo của chúng ta bị khô, dễ bị tổn thương hoặc dễ bị chảy máu. Khi yêu thì khoái cảm bị giảm, ham muốn cũng bị giảm, và đặc biệt là khó đạt được cực khoái. Do cái sự suy giảm estrogen khiến cho âm đạo của chúng ta bị khô, cái lượng dịch tiết ra thì cũng sẽ bị kém đi, độ đàn hồi cô bé cũng bị giảm đi, cô bé nhanh chóng bị lão hóa và xuống cấp, cũng giống như cái việc mà trái bơ để lâu ngày thì cái lớp vỏ bên ngoài đấy ạ, nó sẽ bị nhăn nheo, khô ráp, sần sùi, thịt bên trong thì cũng sẽ bị thâm đen nhũn và làm sao ạ, bị mềm như vậy đó. Tiếp đến là thay đổi tâm sinh lý, dễ bốc hỏa hay cáu gắt, thường xuyên gặp các vấn đề về giấc ngủ. Ngoài ra thì các chị em chúng ta cũng gặp nhiều cái tình trạng, ví dụ như là đi tiểu nhiều, tiểu dắt, đau khi đi tiểu, và cũng có nguy cơ mắc phải các cái chứng bệnh về tim mạch và xương khớp do cái lượng nội tiết tố estrogen suy giảm. Biểu hiện nhận biết của giai đoạn mãn kinh khá là dễ để nhận ra, đó là kinh nguyệt của chúng ta sẽ ngừng hẳn trong khoảng thời gian 1 năm sau thời kỳ tiền mãn kinh, trừ các trường hợp mất kinh do bệnh lý. Thời kỳ mãn kinh diễn ra trong một quá trình khá là dài, chức năng sinh sản sẽ từ từ biến mất teo trong cơ quan sinh sản, và đặc biệt là chúng ta sẽ dần mất đi những cái thiên chức làm mẹ ở cái thời điểm này. Các thay đổi tâm sinh lý do các thay đổi từ bên trong và bên ngoài có thể có phần nào giống như những thời kỳ tiền mãn kinh, ví dụ như là rối loạn giấc ngủ, rối loạn mạch, bốc hỏa, có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, âm đạo khô, quan hệ khô, và đôi khi có những kích ứng ví dụ như là ngứa. Niêm mạc âm hộ và âm đạo trở nên mỏng hơn, khô hơn, dễ tổn thương và ít đàn hồi hơn. Các nếp nhăn âm đạo cũng bị mất đi, xuất hiện các cái triệu chứng ví dụ như là teo âm đạo, tiểu són, tiểu buốt. Như vậy chúng ta cũng đã bắt đầu bước sang thời kỳ quá độ, từ thời kỳ trung niên sang độ tuổi già đấy ạ. Hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho mọi người biết được rằng khi nào chúng ta ở thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh, và từ đó chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị về tâm lý cũng như là chuẩn bị cho mình những cái liệu pháp phù hợp để không còn là nỗi ám ảnh của các chị em nữa. Và cũng câu hỏi mà Nhung muốn đặt ra cho các chị em ở đây đó là: vậy thì làm thế nào để kéo dài thời kỳ xuân sắc cũng như là rút ngắn cái khoảng thời gian tiền mãn kinh và mãn kinh lại, lấy lại sinh lý, lấy lại sự trẻ đẹp mơn mởn như thuở đôi mươi ạ? Bật mí nha, tất cả chúng ta đều có bí kíp đấy ạ. Vậy nên đừng quên đón chờ Nhung ở những video sau, Nhung sẽ bật mí nội dung này mọi người nhá. Nhung Lady sáng lập liệu pháp Tazama, chuyên sâu trị liệu về lãnh cảm, khoái cảm, cực khoái nữa.